Audio Jungle. Chào bà con, thì clip này mình quay bà con xem và kiểm tra công tác mà vườn bơ bút nó đã xả nhị và tỷ lệ đậu là chiếm 60-70% sau khi thời tiết là mưa, có vùng mưa 2 cơn và vùng mưa 3 cơn á. Thì đây mình kiểm tra từng cành, thì những cành nó teo á và quả hạt đậu xanh như thế này á thì bà con cũng đã vui mừng được 20% rồi. Thì tới cái giai đoạn này cũng là một trong những giai đoạn rất là quan trọng đối với bà con chúng ta. Giai đoạn trái non là rất là nhạy cảm. Thứ nhất mình nói cho bà con những lưu ý là về cái đọt non là việc đầu tiên nha. Thì một số bà con chúng ta là ngắt cái đọt non này thì mình khuyên bà con là không nên và đừng nên ngắt. Nếu bà con ngắt đi thì cái tỷ lệ mà rụng trái bà con chiếm tỷ lệ hẳn như là 80-90% là cái trái bà con sẽ rụng. Đó là mình chia sẻ bà con. Những bà con nào vô tình hoặc đã ngắt á thì nên dừng lại, đừng nên ngắt nhiều. Đó là mình khuyên. Vì nếu bà con ngắt cái ngọn này đi á thì cây sẽ không quang hợp được, không trao đổi chất dinh dưỡng được á, thì trái sẽ rụng luôn. Nó sẽ đậu cho bà con trong thời gian là 1-2 tuần và sau đó sẽ rụng hết. Thì lúc đó bà con khắc phục sẽ không kịp nữa đâu. Đó là mình khuyên cho bà con, để đó mình chia sẻ cho bà con. Vì một số bà con nông dân chúng ta hồi vài năm trước đã ngắt đi thì nó đã rụng hết rồi. Thì cái này là một số bà con chúng ta đã ngắt và mình đã điện thoại và mình chia sẻ rồi là không nên. Đó là mình nhắc lại về cái vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề đọt non. Và cái thứ hai nữa là về phân bón, thì cái giai đoạn này thì mình cũng khuyên bà con là chưa nên bón phân. Nói chung là chưa nên bón. Và cái thứ ba nữa là về nước. Thì ở giai đoạn này cũng rất là nhạy cảm về nước. Nếu bà con tưới quá nhiều nước á thì mình khẳng định sẽ rụng trái rất là nhiều. Và con thiếu nước á thì nó cũng sẽ rụng. Nên bà con tưới đủ ẩm cho mình là độ ẩm duy trì từ 50-60% thôi. Vừa đủ ẩm thôi nha. Đừng để đất nó khô và háo nước. Đó là vấn đề tưới nước. Còn vấn đề mà phun thuốc chặn đọt á, mình nói lại là giai đoạn này có thể bà con không phun thuốc chặn đọt luôn cũng được. Có thể bỏ qua đợi giai đoạn trái bằng viên bi và con phun cũng được. Thì nó tùy vào vườn. Hôm trước mình cũng đã nói với bà con á là xả nhị xong phun thuốc chặn đọt, nhưng mà tình hình năm nay thời tiết rất là khác thường so với mọi năm. Là năm ngoái là đọt non có thể là đi sau trái xả nhị, nhưng năm nay đọt non đi trước hết, nên cái tỷ lệ mà già hóa của cái đọt á thì nó rất liên quan rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái thổ nhưỡng đất bà con bón phân không có đều nên là dẫn đến cái đọt non nó phát. Cái thứ hai nữa là lượng mưa năm nay rất là lớn, mưa rất là nhiều, mưa tới 1.5 tiếng luôn, nên cái đọt phát rất là nhanh và mạnh. Nên mình khuyên lại bà con là đợt này mình sẽ không hướng dẫn cho bà con phun thuốc hãm ngọn, nên bà con phải điều tiết phun vi lượng, trung vi lượng và canxi bo để điều tiết qua lá, để cho lá nó già và chắc khỏe, dai cuốn và trái đậu. Đó là vấn đề mình nói cho bà con xem, đấy là vấn đề chính để mà phun thuốc giai đoạn này. Thì mình sẽ cho bà con phun giai đoạn này chính nhất đó là canxi và dinh dưỡng trung vi lượng đó, tập trung vào canxi bo. Thì vườn này mình quay là kiểm tra của nông dân, đó là sử dụng thuốc ở bên trái cây thằng mùa lắc và hướng dẫn quy trình làm phun đậu trái dưỡng hoa giai đoạn mưa để cho con ta có những phương án xử lý vào giai đoạn mà trái hạt đậu xanh và trái từ viên bi trở lên. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con từng giai đoạn. Và như trên clip mình sẽ quay hết vườn cho xem bà con kiểm tra về tình trạng của cây bơ bút chúng ta. Thì ra với giai đoạn mà đậu hoa trái hạt đậu xanh á, thật sự là cũng rất mừng cho bà con. Vì năm 2018 này là thật sự là lượng mưa rất là nhiều so với nhiều tỉnh thành và nhiều huyện ở trên năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta, như là Đắk Nông, Đắk Lắk mà Gia Lai, thì nói chung ba tỉnh này đều mưa rất là đều, nhưng có vùng mưa và vùng không mưa. Nhưng qua đó thì một số bà con chúng ta thì có vườn thì cũng khắc phục được và có vườn không khắc phục được. Thì đó là thời tiết ảnh hưởng cũng rất là lớn so với năm nay. Nên cái vườn mình đang quay cho bà con xem này á, thì cái tỷ lệ đọt non nó phát hầu như là 70-80% là đọt non phát rất là mạnh, nhưng mà vườn vẫn đậu trái được. Thì cái này mình cũng nói sơ bà con để bà con biết là những vườn mà phun được dinh dưỡng từ đầu á, chung vi lượng từ đầu á, canxi rồi từ đầu á, thì nó sẽ lá sẽ già đều. Và cái thứ hai nữa là cuốn hoa chúng ta sẽ dai đi và khả năng đậu trái rất là cao, nên rất là thuận lợi cho bà con trong cái việc mà xử lý cái đọt non này. Thì một số bà con chúng ta vẫn bỡ ngỡ rằng là phun thuốc hãm ngọn, thì mình cũng nói trước là không nên phun. Thì giai đoạn này là giai đoạn thay lá thay lọc của cây bơ bút, nên nó rất cần cái yếu tố là phát đọt.
nếu mà cái đò con phát già trước á, thì không ảnh hưởng gì đâu, sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đối với bà con. Vì cơ chế cây bơ bút và cây bơ thường là hai cây bơ nó khác nhau. Nếu đối với cái bơ thường phát đọt chỗ này thì mình cũng khẳng định bà con là trái sẽ rụng hết. Nếu đó bơ thường á, bơ thường bơ ghép á, một số giống bơ như bơ é tó rồi á, hay là giống bơ chỉnh 10 hay là một số giống bơ khác á, thì cơ chế phát đọt nó sẽ rụng. Nhưng bơ bút á, thì tỷ lệ rụng nó rất là thấp, khoảng 30% thôi là phát đọt rụng thôi. Nhưng đó là với phát đọt rụng sinh lý giai đoạn trái viên bi và trái trứng gà. Đó là mình nhắc cho bà con nha. Còn với giai đoạn vừa xả nhụy xong á, nếu đủ dinh dưỡng như bà con phun á, thì đám này mình quay bà con xem á, đen đầu hết rồi, đen cuống hết rồi. Giờ chúng ta chỉ xử lý là đầu trái từ hạt đậu xanh. Thì cái giai đoạn này rất nhạy cảm, mình cũng nhắc lại là nếu con phun thuốc không đúng liều lượng á, thì có thể là dẫn đến hiện tượng là ngộ độc dinh dưỡng, là những cái trái hạt đậu xanh này nó rụng hết, teo đen hết, rụng hết. Thì lúc đó bà con khắc phục rất là khó. Nên giai đoạn trái nhỏ này chúng ta phải dưỡng và rất là kỹ, giống như chúng ta chăm một đứa bé, nên là điều kiện rất là khắt khe. Nhưng cái khó khăn nhất của bà con chỗ này á là bồ xít nè. Bồ xít lúc này chích rất là mạnh, giai đoạn này là rất là khó bà con. Thì nếu những vườn mà đã xả nhụy xong á, thì bà con chỉ có phương pháp là phun thuốc nhúng màng với liều lượng nhất định và đúng theo hướng dẫn nha. Không nên phun quá liều hoặc liều cao, thì nếu con phun liều cao quá có thể nóng sẽ ảnh hưởng đến quá trình mà lớn trái và rụng trái rất là nhanh. Vậy đó là mình hướng dẫn cho bà con. Thì đó là sơ qua những cái gì mình nói cho bà con xem về công tác mà chuẩn bị cho giai đoạn mà nuôi trái. Thì vấn đề hoa thì giờ chỉ còn vài vườn ở đợt 2 thôi, thì cũng đang tiến hành xả nhụy. Thì cái bướu này thật sự nó rất là lâu, tới 6 tháng từ giai đoạn ra hoa là làm trái, tới 6 tháng. Nên là con phải chú trọng một cái đợt hoa để cho cây toàn của ta được năng suất cao và hoàn thiện. Thì bên trái cây tân mùa lắc cũng đã hướng dẫn toàn bộ các quy trình của cây bơ bút để bà con chúng ta có một cái quy trình hoàn hảo để chăm sóc cái vụ bơ chúng ta, với năm 2019 đưa ra những cái phương án nó tốt hơn và nó hiệu quả hơn so với 2018 mà bà con chúng ta đã không khắc phục kịp thời khi mà thời tiết xảy ra mưa đó. Đó mình nói để bà con chúng ta chú trọng hơn so với năm 2018 này. Thì cái bước mà mưa thì mình cũng đã hướng dẫn hết rồi, thì công tác này xả nhụy mình cũng quay bà con. Thì bà con luôn luôn đăng ký kênh đi và xem những video mình sẽ hướng dẫn cho bà con vào từng giai đoạn khác nhau của cây bơ bút. Thì đây là giai đoạn mà bắt đầu nuôi từ trái hạt đậu xanh đến viên bi, mình sẽ hướng dẫn bà con từng chi tiết và theo thời gian. Và đến giai đoạn viên bi mình sẽ hướng dẫn viên bi cho bà con xem, thì từ đó bà con sẽ có một cái kỹ thuật toàn bộ về cây bơ bút để bà con có phương án chăm sóc cây bơ bút chúng ta nó hoàn thiện hơn so với mọi năm chúng ta không có kỹ thuật. Thì đó việc mình cũng đã hứa với bà con là mình sẽ hỗ trợ hết mình cho bà con về cây bơ bút. Thì đây mình quay hết vườn nên bà con cứ theo dõi nha. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.